Người vào đây chọn này, gọi từ khóa là A còng family B B 1, sau đấy gọi lệnh enter. Đấy, nó sẽ ra cái kênh kênh của mình là kênh đầu tiên đây. Everyone. Thì hiện tại bố với VB thì hôm nay rất là buồn. Hiện tại kênh BB Monkey hiện tại đang bị khóa và không thể đăng video lên được. Bố với BB cũng rất là buồn bởi vì là cũng muốn đăng video lên cho mọi người xem. Tuy nhiên hiện tại thì không đăng được. Thì lý do thì nó rất đơn giản là có một người nào đấy lạ mặt có gửi cho bố một cái đường link. Thì khi bố chọn vào cái đường link ấy thì virus xâm nhập vào máy tính của tôi. Sau đó nó sẽ trực tiếp livestream và dẫn đến là một số hành động, cho nên là YouTube đưa ra chính sách là vi phạm cộng đồng. Cho nên hiện tại bây giờ là kênh thì không thể đăng video được trong vòng 7 ngày, hiện tại còn có 6 ngày thôi, hôm qua là không đăng được rồi. Thì hôm nay là còn có 6 ngày nữa. Thì thực sự là bố với BB buồn, cũng mong muốn rằng thì các khán giả, những khán giả mà yêu quý BB ấy, thì hãy chung tay giúp đỡ cũng như hỗ trợ BB trong thời gian này. Thì hiện tại bố cũng làm một cái kênh backup, một kênh backup về channel này là kênh về BB BB Family 1. BB Family 1 thì bố và BB sẽ đăng video lên đây. Thì từ ngày hôm qua đến giờ thì đã tăng được 1.700 sub. Đấy, cũng rất là nhiều khán giả rất là yêu quý BB. Đấy thì hiện tại bố cũng đã đăng được được mấy video rồi. Đấy, được 3 video, 4 video rồi. Đấy, cho nên là có những video này thì chắc cũng nhiều người xem, được 15.000 người xem. Đấy, mọi người có thể là theo theo dõi BB qua kênh này. Thì để tìm được BB ấy, BB Monkey đấy, mọi người vào tài khoản là YouTube này. YouTube nhá, YouTube mọi người gọi YouTube chọn đấy. Sau đấy mọi người vào đây chọn này. Gọi từ khóa là A còng Family B B 1. Sau đấy gọi lệnh enter. Đấy, nó sẽ ra cái kênh của mình là kênh đầu tiên đây. Đấy, chọn vào đây để ra kênh của BB. Đấy, ra kênh này là kênh của BB. Kênh là kênh chính thống, kênh của BB, kênh backup hiện tại nhá. Thì do bố cũng cố gắng lắm để lấy lại kênh kia để được đăng lên nhưng mà hiện tại không được. Thì mọi người đây đây là nguyên nhân chính để mình dẫn tới cái chuyện bị ngừng đăng này. Để mọi người xem nhá, đây. Đấy, kênh BB 16 đấy, BB Monkey BB 16. Thì kênh này như chính sách của YouTube ấy, họ bảo là kênh bị vi phạm chính sách cộng đồng. Cho nên là không cho đăng trong vòng 7 ngày. Thì ngày hôm qua rồi, hôm nay chỉ còn 6 ngày đấy nữa. Đấy, 6 ngày. Và hiện tại thì không thể đăng được. Thì đây này, sau đây bố sẽ thực hiện một cái hành động đẩy video lên nhé. Giờ mình đẩy video lên nhé, đẩy video chọn vào ấy. Đấy, giờ mình thực hiện đẩy đẩy video lên nhé, đẩy video lên, upload video. Đấy, sau đó mình chọn select file, bố chọn một video bất kỳ nhé, ví dụ video này đi. Đấy, đây mọi người xem này, mọi người xem là hiện tại cái nội dung này là đây, đây nói rất rõ. Đấy, không thể upload video trong thời gian này. Đấy, thì trong thời gian này này không thể upload video được thì đồng nghĩa là trong 6 ngày tới là bố và BB sẽ đăng video ở kênh BB đây. Thì cũng rất mong mọi người vào kênh của BB Family này để có thể tương tác
đấy, đấy là coi như giúp đỡ BB với bố để làm sao lấy lại được kênh kia một cách tốt nhất. Thì còn ở kênh này, thì mọi người có thể là giúp đỡ BB bằng cách là mọi người có thể vào những cái nội dung cũ này, nội dung mà mọi người đã xem ấy, thì có thể mọi người chọn vào nội dung này và mọi người có thể là mọi người vào đây bình luận giúp bố đây. Mọi người có thể là đây, bố có ghim ghim những cái bình luận đây, những cái bình luận này đã ghim, thì mọi người có thể vào đây tương tác trực tiếp. Mọi người có thể gõ bình luận vào đây, ví dụ như là đây, như bạn này ở Hàn Quốc nhưng mà bạn rất nhớ BB và hiện tại bạn đã tìm được kênh của mình rồi, thì mọi người có thể vào đây tương tác trực tiếp giúp mình đấy. Thì mình có thể tương tác thế này để giúp cho BB sớm sớm để lấy lại kênh kia, và thứ hai là có đủ tương tác. Thì thực sự là rất là phiền hà đối với mọi người, nhưng mà mong mọi người giúp đỡ BB. Máy tính của hiện tại thì BB thì bố bế để nhờ mọi người giúp đỡ, thì BB cũng buồn ngủ đấy. Đấy, BB mấy hôm nay cũng buồn như bố thôi, không được công chiếu, không được đăng video của mình lên cho mọi người xem. Thì thực tế mới nói thì các bạn mà yêu quý BB thì bố và BB nhờ mọi người một bình luận của các bạn thôi, cũng như một theo dõi ở kênh, một kênh Family BB một đấy, kênh đấy thì các bạn vào đấy có thể là theo dõi kênh đấy và có thể là tương tác trực tiếp với kênh để tăng cái sự tương tác để kênh BB sớm quay trở lại. Cũng mong rằng kênh sớm trở lại để mọi người yêu quý BB hơn. Đấy, BB giờ giỏi lắm, BB làm được rất nhiều việc, cũng biết giúp đỡ bố, giúp đỡ Suka, giúp đỡ Chip. Đấy, BB làm nhiều việc. Thì thời gian tới thì bố với BB chỉ biết hứa rằng là sẽ có những video nó hay hơn, để thể hiện được cái sự chăm sóc yêu thương cũng như là mọi cái vấn đề mà giáo dục BB tốt hơn hiện tại. Mọi người biết không, BB ngủ rồi. Hãy cảm ơn tất cả mọi người đã xem video BB. Đấy, các bạn biết đây, BB này, BB rất là ngoan nhé, BB ngoan lắm. Ngày mới mạnh khỏe, vui vẻ và đầy năng lượng. Thì cùng qua đây thì bố cũng nhắc lại là nhờ mọi người hỗ trợ BB và bố thì bình luận và theo dõi kênh mới, đấy là Family BB 1. Mọi người có thể vào YouTube gõ a còng Family BB 1 thì mọi người ấn tìm kiếm để nhìn thấy kênh của bố và BB. Và xin chân thành cảm ơn mọi người. Sau đây mọi người có thể là quan sát BB ngủ nhé, mọi người theo dõi BB ngủ nhé.